Một thế giới của màu sắc, một thế giới của màu sắc, bằng cách Yadalin Cheney, đến khi tôi bước ra ngoài, lá cây đã cháy. Tôi nhìn chằm chằm trong sự sợ hãi của vẻ đẹp xung quanh tôi, đôi mắt của tôi trở nên sương mù. Tôi xoay quanh khi tất cả các màu sắc nhảy trong và ngoài tầm nhìn của tôi, không ngừng đà của tôi, ngay cả khi tôi trở nên chóng mặt. Khi tôi cuối cùng đã đến một vẫn tôi cho phép bản thân mình để cuộn lên mặt đất đã được lấp đầy với lá màu sắc của ngọn lửa. Tôi cho phép bản thân mình chọn ra mọi màu sắc mà tôi thấy trong khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong khi nhớ lại nó như thế nào khi tôi chỉ có thể nhìn thấy màu xám, đen và trắng, mọi thứ dường như nhàm chán khi bạn thậm chí không thể nhìn thấy màu sắc của thế giới xung quanh mình. Tôi sống mỗi ngày trong cuộc đời tôi theo dõi các mùa và những người xung quanh tôi trong màu xám, không bao giờ thực sự nhìn thấy chúng. Tôi thức dậy, đi bộ đến lớp học buổi sáng tại một trường đại học chung, và sau đó quay trở lại căn hộ studio trống rỗng của tôi để kết thúc một ngày. Tôi chưa bao giờ có ai để nói chuyện kể từ khi học tiểu học. Vì vậy, tôi luôn cúi đầu xuống và không bao giờ giao tiếp với bất cứ ai, đó là cho đến một ngày định mệnh. Tôi đang đi bộ đến lớp học của tôi khi tôi đọc tiểu thuyết trực tuyến trên điện thoại của tôi khi tôi nghe thấy tiếng chuông xe đạp. Bây giờ điều đó không thể đúng, không ai bao giờ cưỡi xe đạp của họ trong khuôn viên trường, tôi đã nghĩ, chỉ để quay đầu tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp chạy thẳng cho tôi nhảy sang một bên nhanh như tôi có thể, chiếc xe đạp hầu như không cắt duy nhất của giày của tôi, trước khi nhảy lên chạy nước rút ra khỏi xe đạp để tôi có thể tránh bất kỳ loại đối đầu. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể thoát khỏi Scott miễn phí từ xe đạp, người có lẽ sẽ tức giận với tôi vì đã cản đường của họ, nhưng sau đó tôi nghe thấy một tiếng hét và biết tôi đã sai. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn khi tiếng la hét trở nên dai dẳng hơn khi tôi đang cố chạy trốn. Một bàn tay mạnh mẽ bắt vai tôi và tôi đóng băng, như một con nai bị mắc kẹt trong đèn pha xe hơi. Tôi từ từ quay lại để nhìn thấy kẻ bắt cóc của tôi, một người phụ nữ cao lớn bằng tuổi tôi nhìn tôi khi cô ấy có vẻ lo lắng. Anh không sao chứ? Cô ấy hỏi, tôi giật mình một chút khi tôi đã mong đợi cô ấy la hét vào tôi, vì đang cản đường và làm cô ấy đâm xe đạp, không phải để cô ấy lo lắng, vâng, nhưng còn xe đạp của anh thì sao? Tôi lo lắng, cô ấy trông hoàn toàn bối rối về lý do tại sao tôi hỏi câu hỏi đó. Ai quan tâm đến xe đạp của tôi? Anh có thể bị thương. Cô ấy hét lên, tôi nhún vai vì tôi không thực sự quan tâm nếu tôi có bị thương. Cô ấy chăm chú nhìn tôi một lúc trước khi tôi thấy một loại ánh sáng lửa trong mắt cô ấy, số điện thoại của anh là bao nhiêu để tôi có thể đền đáp anh vì đã gần như đạp xe của tôi. Cô ấy hỏi, tôi ngần ngại một phút trước khi lấy một cây bút từ túi của tôi và vội vã viết số của tôi trên cánh tay cô ấy. Ở đó, bây giờ tôi có thể bù đắp cho bạn, cô nói sau khi tôi đã viết số của tôi xuống, tôi sẽ nói chuyện với bạn sớm. Cô kết thúc câu của mình với một nháy mắt như tôi dường như tự nhiên bùng nổ ở bên trong. Tôi không biết đó chỉ là sự khởi đầu, hầu như mỗi ngày cô ấy gọi cho tôi hoặc nhắn tin cho tôi những điều ngẫu nhiên và ngớ ngẩn. Lúc đầu tôi đã nghĩ cách cô ấy hành động là kỳ lạ và trẻ con. Nhưng cuối cùng tôi sẽ mong đợi tin nhắn của cô ấy. Ngày của tôi đi từ đọc tiểu thuyết trực tuyến trong khi tôi đi bộ đến lớp để trò chuyện với cô ấy về bất cứ điều gì và mọi thứ chúng tôi có thể nghĩ đến. Chúng tôi dành thời gian bên nhau cả trong cuộc sống thực lẫn cuộc gọi video. Cô ấy biết về trầm cảm của tôi và tôi biết cô ấy đã lo lắng. Chúng tôi sẽ nói chuyện hàng giờ hoặc thậm chí ngồi im lặng chỉ thưởng thức sự hiện diện của những người khác. Chẳng bao lâu tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó, tôi đã bắt đầu mong đợi hàng ngày, thế giới dường như không còn ảm đạm với tôi nữa. Tôi mỉm cười, cười và trải nghiệm hạnh phúc lần đầu tiên kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ quên lãng, tôi cảm thấy như chính mình một lần nữa, mối quan hệ của chúng ta ngày càng phát triển. Tôi bắt đầu phát triển bên ngoài và bắt đầu thử nhiều thứ xã hội hơn và cô ấy bắt đầu học được niềm vui của cuộc sống yên tĩnh hơn. Chúng tôi theo dõi lưng nhau và ôm lấy nhau khi những ngày vừa trở nên quá áp đảo hoặc khó khăn. Không có vấn đề gì, chúng tôi dường như luôn ở đó khi người kia cần họ nhất. Sau đó, cô ấy không trả lời cuộc gọi của tôi hay cuộc gọi tôi đã gửi trong 2 giờ nữa mà tôi cố liên lạc với cô ấy. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện tối hôm đó sau khi trải qua một cơn động kinh chết người và một số tim đập nhanh. Và trái tim tôi đã bị rách nát đêm đó, tôi vội vã đến bệnh viện ngay khi có thể, cầu xin các y tá cho tôi vào phòng cô ấy. Tôi đợi bên giường cô ấy mỗi ngày cho đến khi tôi bị các y tá kéo ra khi giờ thăm khám đã qua. Cô hồi phục chậm chạp, chỉ để trải qua một cơn co giật khác, tôi đã phải nhìn thấy cô ấy co thắt và đau đớn quá nhiều như tôi có thể.
A World of Colors, A World of Color by Jadalyn Chaney. By the time I stepped outside, the leaves were on fire. I stared in awe of the beauty around me, my eyes growing misty. I twirled around as all the colors danced in and out of my vision, not ceasing my momentum, even as I became dizzy. When I finally came to a still, I allowed myself to roll onto the ground that was filled with leaves the color of flames. I allowed myself to pick apart every hue I see in this beautiful moment, all while remembering what it was like when I could only see gray, black, and white. Everything seems so boring when you can't even see the color of the world around you. I lived each day of my life watching the seasons and people around me in hues of gray, never truly seeing them. I would wake up, walk to my morning classes at a generic university college, and then head back to my empty studio apartment to end the day. I never had anyone to talk to since grade school. So I was always keeping my head down and never interacting with anyone. That is until that one fateful day. I was walking to my classes as I read online novels on my phone when I heard a bike bell. Now that can't be right, nobody ever rides their bike on campus, I had thought, only to turn my head to see a bike heading straight for me. I jumped to the side as fast as I could, the bike barely clipping the sole of my shoe, before jumping up to sprint away from the biker so I could avoid any sort of confrontation. I thought I had been able to get away scot-free from the biker, who would probably be angry at me for getting in their way. But then I heard a shout and knew I had been wrong. I started walking faster as the shouts grew more persistent as I was trying to flee. A strong hand caught my shoulder and I froze, like a deer caught in a car's headlights. I slowly turned to see my captor. A tall woman about my age looked at me as she seemed concerned. "Are you okay?" she asked. I startled a bit as I had been expecting her to yell at me, for being in the way and making her crash her bike, not for her to be concerned. "Yes, I am, but what about your bike?" I worried. She looked absolutely baffled as to why I asked that question. "Who cares about my bike? You could have been hurt," she practically shouted. I shrugged my shoulders as I didn't really care if I would have gotten hurt. She looks at me intently for a moment before I see a sort of firelight in her eyes. "What's your phone number so I can repay you for almost running you over with my bike?" she asked. I hesitate for a minute before taking a pen from my bag and hastily scribbling my number on her arm. "There, now I can make it up to you," she said after I had written my number down. "I'll talk to you soon," she finishes her sentence off with a wink as I seemed to spontaneously combust on the inside. Little did I know that was just the start. Almost every day she would call me or text me random and silly things. At first I had thought the way she acted was weird and childish, but eventually I would look forward to her texts. My days went from reading online novels while I walked to class to chatting with her about anything and everything we could think of. We spent time together both in real life and on video call. She learned about my depression and I learned she had anxiety. We would talk for hours or even sit in silence just enjoying the other's presence. Soon I started to realize something. I was starting to look forward to every day. The world didn't seem so bleak to me anymore. I smiled, laughed, and experienced happiness for the first time since I was an oblivious kid. I was feeling like myself once more. Our relationship developed more and more. I started growing outwards and began to try more social things, and she started to learn the joys of quieter life. We watched each other's backs and held each other when the days just got too overwhelming or hard. No matter what, we seemed to always be there when the other needed them most. Then, she didn't answer my call or the call I sent in the two more hours that I tried contacting her. She had been sent to the hospital that night after experiencing a fatal seizure and several heart palpitations. And my heart had torn that night. I rushed to the hospital as soon as I could, begging the nurses to let me into her room. I waited by her bedside each day until I got pulled out by the nurses when visiting hours were over. She recovered slowly, only to experience another seizure. I had to watch as she spasmed and was in so much pain as I could.